Em đã quay trở lại kênh của mình HZ đây. Hôm nay thì như anh em có biết là cái sự kiện Comebo của Libertadores nó ra mắt rồi. Thì đây là một cái sự kiện đến từ các cái cầu thủ Nam Mỹ anh em nhá. Ở bên đấy thì có các cái câu lạc bộ và người ta tổ chức một cái giải đấu như thế này. Thì gồm những cái câu lạc bộ bên đấy. Thực ra thì với mình thì đây là một cái sự kiện là nó không quá lớn đâu. Nhưng mà mình nghĩ là thời điểm này ra mắt những sự kiện nhỏ như này để chuẩn bị cho thời gian tới ra mắt những sự kiện to thì nó cũng khá là hợp lý rồi. Hiện tại khi anh em vào Comebol Libertadores event ấy, thì chúng ta sẽ chỉ có hai mục thôi. Đó chính là mục đầu tiên là Comebol Libertadores event và mục thứ hai là mục Glory. Thì với mục đầu tiên này chúng ta cùng xem có những gì nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái pass. Và cái pass này là pass sự kiện nhá. Anh em nào cần nạp thì có thể liên hệ với mình. Đấy, nếu mà nạp thì anh em sẽ nhận được con hàng Pele thôi. Đấy, ở đây thì anh em mới thấy là phần quả ở bên dưới thì nó khá là lởm. Chỉ có mốc cuối là được cầu thủ 83-92 thì khá là ngon này. Còn phần quả bên trên thì khá là đầy đặn. Khi mà anh em có thể nhận được con hàng Pele với mức là 89. Và hiện tại Pele thì đang được bán khoảng đâu đấy 10 triệu. Thì với một bộ chỉ số tương đối tốt. Ở ngoài ra thì còn được nhận tương đối nhiều những cái điểm liên quan đến passport, liên quan đến game, liên quan đến FC Point, rồi liên quan đến coin và các cái cầu thủ ví dụ như là từ 80 đến 89 này, rồi từ 85 đến 94 này, đấy, tương đối nhiều, ok. Đấy là cái pass của sự kiện Comebol Libertadores. Tiếp theo chúng ta sẽ có 3 mục ở bên cạnh, đầu tiên là Go to Store. Thì ở đây thì chúng ta sẽ vào các cái pack ở trong phần store của cái sự kiện này để anh em có thể chơi. Đấy, ví dụ như những cái pack như là Libertadores Special Pack này, cầu thủ 85 đến 94 này. Đây anh em có thể thấy là rất là nhiều những cái cầu thủ ngon. Ví dụ như bắt đầu từ cầu thủ 90 nhá của sự kiện này. Thì anh em có thể là chúng ta có Carlos Tevez này. Tiếp theo là Cafu này. Rồi Milito với mức cầu thủ 91 này. Roberto Carlos. Con hàng mà mình nghĩ là mưa làm gió trong thời gian tới đây. Mascherano này. Jairinho này, Riquelme với mức cầu lên đến 93 lận, Carlos Alberto và cuối cùng con hàng ngon nhất đó chính là con hàng Zico với con hàng Premier đến từ Brazil với 255 như thế này quá tốt rồi. Thì những cái pack như này thì chúng ta chắc chắn rồi chúng ta sẽ phải nạp bằng coin hoặc nạp bằng FC Point hoặc là game anh em nhé. Thì nếu anh em nào cần nạp FC Point thì có thể liên hệ mình, giá sẽ rẻ hơn game nhá. Ok, đây sẽ được một pack free. Với Libertadores Free Pack thì chúng ta sẽ ấn Free này để xem sẽ là cầu thủ nào anh em nhá. Mở thôi, ai đây? 70 đến mấy đây? Ui, ra cầu thủ 74 anh em ơi. Hơi đen nhỉ. Bên này thì chúng ta còn có cơ hội nhận được các cầu thủ với mức cầu thấp hơn. Ví dụ như là Moreno này, Romero này, Lanzini này, Cavani này. Đấy, được con hàng Cavani khá là chất lượng. Rồi, đây là về phần Store thôi. Tiếp theo chúng ta đến với phần Player Exchange. Với phần Player Exchange thì anh em sẽ có đầu tiên là có thể exchange được con hàng Romero. Cái điều kiện để cần là đầu tiên là anh em phải mất 500.000 FC Coin này. Có một cầu thủ là 82 cộng của Defender hoặc là Goalkeeper, tức là cầu thủ của hàng phòng ngự hoặc là thủ môn nhá. Tiếp theo là có 6 cầu thủ 80 cộng. Thì anh em sẽ đổi được con hàng Romero, con hàng cựu cầu thủ của Manchester United. Tiếp theo anh em có thể đổi được cầu thủ 80-87. Với điều kiện là anh em có 70 cộng, có 4 cầu thủ 70 cộng ở vị trí tấn công này, có 3 cầu thủ 70 cộng ở vị trí tiền vệ và có 4 cầu thủ 70 cộng ở vị trí hậu vệ nhá. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có 84-89 thì sẽ cần gì? 3 cầu thủ 80 cộng của hàng tấn công này, rồi 4 cầu thủ 80 cộng của hàng tiền vệ này và 4 cầu thủ 80 cộng của hàng hậu vệ hoặc là thủ môn. Đấy, 84-89 thì ui có Pele này anh em, Cavani này. Thì mình nghĩ là có Pele với Maldini với Romero là ngon nhất thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái mục nữa là mục 88-91, nó còn ngon hơn. Chúng ta cần 4 cầu thủ 84 cộng này, 4 cầu thủ 84 cộng của attacker và 4 cầu thủ 84 cộng của midfielder này, rồi 3 cầu thủ 84 cộng của hàng hậu vệ hoặc hàng thủ môn này. Thì 88-91 này nhiều con ngon hơn. Ví dụ như có thêm Roberto Carlos này, Milito này, Cafu này, đấy, Tevez. Wow, rất là ngon nha. Với cái exchange của 88-91 sẽ được 1 lần này, 84-89 được 3 lần và 80-87 được 5 lần. Thế đây là về phần exchange của sự kiện này, quan trọng là cái exchange đó anh em nhé. Rồi cuối cùng là đến cái challenge mode. Cái challenge mode này thì hiện tại nó sẽ reopen vào khoảng 1 ngày sau nhé, tức là ngày mai. Ở đây thì nó không yêu cầu bất kỳ một cái điều kiện nào anh em ạ, anh em chỉ cần vào đá là được thôi. Và cái phần quà khi mà anh em vô địch đó chính là được 80.000 FC Coin và một cái phần quà từ cầu thủ 80-94 nhá. Khá là ok với cái challenge mode này.
Được rồi, bây giờ thì ở phần bên cạnh anh em sẽ có một cái phần Mass Group. Ở đây thì nó sẽ cho anh em nhận quà hàng ngày nhá. Để xem là mình nhận quà được cầu thủ nào tiếp theo của Comerto Libertadores nào. Không biết là có may mắn hay gì không đây. Ai đây? Ui, lại cầu thủ 73. Đúng là số phận trêu người anh em nhỉ. Còn bên này đến với phần Group Stage thì nó sẽ cho anh em chơi skill game và các cái trận đấu. Đây thì nó sẽ refresh theo ngày anh em nhá. Và anh em chơi 4 trận xong như này ấy, thì anh em vừa được cái điểm Event Pass này, anh em vừa được điểm coin, và ngoài ra nó còn tích ở bên này. Thì mỗi một ngày anh em sẽ chơi được 4 lần như thế, thì cứ 4 ngày anh em sẽ chơi xong thì anh sẽ hoàn thành được 16 cái skill. Thì anh em sẽ hoàn thành được cái milestone 1, anh em sẽ mở được cái cầu thủ 75-94 và 65-74. Đây thì các cầu thủ anh em có thể nhận được nếu may mắn ở dưới này nhá, khá là nhiều cầu thủ chất lượng. Thì đây là cái milestone 1 ở vòng bảng thôi. Còn về vòng knockout ấy thì nó sẽ mở sau 7 ngày nữa nhá. Thì lúc nào mở vòng knockout thì mình sẽ làm clip cho anh em xem. Rồi, đây là tất cả những gì chúng ta có ở bên phần Comebo Libertadores. Tiếp theo cho sang phần Glory. Ở bên phần Glory thì chúng ta sẽ có một cái weekly exchange, tức là một cái exchange theo tuần, nó sẽ thay đổi theo tuần nhá. Và với tuần đầu tiên này thì anh em sẽ tốn 550.000 coin và một cầu thủ 80 cộng của Libertadores, hoặc là Sudamericano player này thì hình như là cầu thủ của cái quốc tịch này hay sao ấy. Chung là cầu thủ 80 cộng của Libertadores này. Rồi 4 cầu thủ 80 cộng thường thì anh em sẽ đổi được một gói 82-85. Nhưng mình thấy gói này nó không quá ngon anh em ơi. Gói này thì mình nghĩ là không nên đổi nhá. Còn ở phần bên cạnh thì anh em mới thấy là chúng ta có thể nhận được cả phu nếu như một điều kiện là chúng ta mở hết unlock được và có mở được hết tất cả các cầu thủ ở bên này, ví dụ như là Tevez này, Cruz này, Bacca này, Rondon này, Akras, Lampe, Avincula và Ramirez. Và ở ngay phần bên cạnh thôi, chúng ta sẽ có một phần Libertadores Bay Pack. Ở đây thì anh em sẽ có thể mua bằng game hoặc là FC Point nhá. Thì thường thì chúng ta sẽ nhận được là 13.8 nghìn đến 37.500.000 coin này. Rồi cầu thủ 65-74 này, cầu thủ 75-94. Còn nếu may mắn thì anh em sẽ được cầu thủ từ 75-94 và 85-94 nhá. Đây thì anh em có thể thấy là những cầu thủ mà chúng ta nói đến thì những cầu thủ chất lượng nhất của cái event này rồi. Ví dụ như là Zico này, Carlos Alberto Riquelme này, đấy rất là nhiều cầu thủ chất lượng dưới này anh em nhá. Thì đấy là những gì chúng ta có về Comebo Libertadores thôi. Chúng ta sẽ vạn điểm có một chút về phần store để xem thử là những cầu thủ này hiện tại ở trên chợ thì đang như thế nào. Mình sẽ chọn đây, Comento cả Sudan, hai event này luôn. Đấy, hai event này là một anh em ơi. Đấy, cái thẻ cầu thủ đấy. Thì những cầu thủ đang được bán ở trên này là những cầu thủ như này đây. Cavani này. Papone này. Đấy. Thì đấy là tất cả những cái mà chúng ta cần biết về bên sự kiện của Libertadores cùng với Comendon cái gì đấy, nói chung là bên châu Mỹ anh em nhá. Ok, và nếu thời gian tới nó ra mắt thêm về phần knockout hay là những cái exchange mới thì mình sẽ làm clip cho tất cả anh em xem nhá. Còn bây giờ thì nếu anh em thấy clip hay, đừng quên là like đăng ký kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Bye bye anh em.